các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Farm đời cuộc sống Mỹ. Đây hôm nay gia đình mình đi apple nè. Đó. Đi apple hôm nay trời quá đẹp. Hay. Đây apple nè cả nhà. Apple. Hôm nay mình sẽ đi lấy con iPhone 15 Pro Max 512GB nữa nha cả nhà. Đây. Đi vô đường này luôn em. Đây vô nha. Đó. Đó. Mình đây người ta rất là ngồi, người ta nghiên cứu hệ điều hành mới. Người ta có quảng cáo nữa kìa. Như mọi năm cầu thang nè. Cầu thang xuống nó có dù nữa. Để mình coi năm nay có đồng hay không. Với lại cái màu á, coi cho cái nhà coi tất cả các màu luôn, cho dễ lựa chọn. Go go go. Đây iPhone mới nè, vợ mình nè. Màu hồng nè. 15 Plus, màu hồng đẹp ha. Màu hồng đẹp quá trời. Màu hồng đẹp á. Màu này màu gì? Màu này màu gray nè. Màu này màu natural mình mua nè. Plus. Đây, 5 màu của iPhone nè. Màu pink nè. Yellow, black. It's nice. My wife like this one. I like the high one. Oh, so you like this one? It's good. Ooh, nice guy too. Yes. It's nice. Nè, màu black nè. Đó, cái bà đó, bà Mỹ đó, bà thích cái màu xanh hơn là màu hồng. Mình thích màu hồng. Đó, 5 màu nha cả nhà nha. Đó, 5 màu iPhone 15. Mình có iPhone 15 Pro coi. Đây, iPhone 15 màu white nè. Black nè. Màu natural nè. Màu đẹp blue. Hôm nay đông ghê nè cả nhà, đông ghê. Con này là iPhone 15 Pro Max nè. Đó. Màu này, cái giá của nó là cả nhà 1.199 đô. Đây cái màu nè. Cái màu này là cái màu natural nè. Đúng không? Màu này màu natural nè. Đây. Này là màu trắng nè. Cái màu trắng nè. Ủa cái này không phải màu trắng. Cái này là cái màu mà màu này bọn con định mua nè. À màu này mình định mua nè, màu này màu hot á. Cái này iPhone 15 nè. Cái này màu vàng nè cả nhà. Đó cái viền màu vàng nè. Sao em? iPhone mấy nó cũng cái màu hồng ta. Thì nó có hồng vôi nè. Màu hồng đẹp quá cả nhà. Màu hồng cực kỳ đẹp luôn nè. Chỗ này nó đậm nè, còn chỗ này nó nhạt nè. Cái viền cũng nhạt nè. Giờ đâu còn cái nào đâu, hỏi nó còn cái nào không, mua một cái. Cái Pro sao? Sao bài đẹp á, mua cái 15 bình thường thôi. Did you need a pass? Yeah. Yes, please. Okay. Ngầu ha. Ngầu ha. Mở ra đây luôn không em? Chút nữa mở ra luôn đi. Đây là mình muốn cái này mà mình thấy cái màu hồng đẹp quá. Hồng đẹp quá. Cái này màu đen à? Đen hồi lùi. Đen hồi lùi. Đen xấu.
You do, thank you. Chút nữa mình ra đó mình ngồi mình mở luôn nè. Anh thích mình mở. Đó, mở iPhone tải Apple luôn. Hỏi siêu luôn. Hôm nay lên đây thì mình hỏi là hết rồi, hai cái siêu lượng em. Còn cái dưới nữa. Wow. Natural. Màu mới. Đó, cái màu nó vậy đó. Nó giống như màu mà màu thép tự nhiên vậy đó. Em thấy nè. Ủa, mình mua là màu trắng, cái trước là màu trắng. Màu trắng. Như đây là màu ai? Màu natural. Cái màu của nó. Lên đây thấy màu hồng mình biết màu hồng thì đổi đi. Đổi cái màu hồng. Đổi không? Anh lại anh hỏi nó. Đổi mở rồi. Sao đâu, return mấy hồi. Màu hồng cầm nó nhẹ, thằng cái này. Thì sao? Ok, mở rồi. Cái dây AirTag này nè. Không biết mấy cái dây này nhiêu. Không để giá. Đây, mấy cái cây nè. Đó, ốp lưng nè. Cây màu tím này đẹp quá trời. Ồ, nó có hít nữa nè. Ồ. Nó làm nó có hít cái cạch chưa. Đó, ai mát nè. Đó, 599 đô. Ai mát mini. Chuột bằng phiến. Cái này cái màn hình nè. Rồi Disney nè. Ồ, một hồ quá nhiều. Đẹp ghê không? Giờ lấy iPhone rồi, giờ đi về hả em? Sao hôm nay em thấy sao con màu hồng đẹp ha? Đẹp. Hồng đẹp. Hồng đẹp thấy nam xài hợp hơn. Nam xài hợp, rồ thấy nam xài hợp hơn, chỉ có màu trắng thôi à. Đúng không? Màu trắng là nữ. Rồi ok, thôi bye cả nhà nha. Bye bye và chào tạm biệt.